Xin chào anh em, mình đang đứng tại cái quầy của MSI ở triển lãm CES 2020. Và trên tay mình đây là một cái chiếc laptop rất là đẹp của MSI. Đây là cái con GE66, cái phiên bản nâng cấp của cái dòng GE65 Rider rất là nổi tiếng mà MSI giới thiệu từ năm tại Computex năm ngoái. Cái điều đầu tiên mình muốn nói với anh em là những cái chiếc laptop của MSI ra mắt trong năm nay nó mang một cái diện mạo cũng rất là mới và nó ngày càng nó đẹp hơn, nó lịch sự hơn hồi xưa rất là nhiều. Điển hình là cái con GE66 này, thì nếu như mà anh em lên Google anh em tìm qua cái ảnh của GE65 á, em thấy là nó vẫn có cái gì đó nó rất là classic của MSI, nó vẫn rất là hầm hố. Thì trên cái dòng này nó vẫn giữ cái tính hầm hố nhưng mà nó nhìn nó trung tính hơn rất nhiều. Anh em có thể sử dụng để mà làm việc cũng như là để mà chơi game, cũng như là trong nhiều cái môi trường nó khác nhau mà không có bị cái máy nó không có bị quá gọi là con nít, không có bị quá gamer. Thì đây là cái dòng GE66. Cái vỏ thì làm bằng kim loại và màu sắc cũng là cái màu tông màu xám tro như thế này, nó không còn là màu đen nữa. Và hai cái dải đèn hồi xưa trên cái dòng GE65 cũng được bỏ rồi. Giờ chỉ còn cái logo này, cũng không đèn đóm gì luôn, logo và một cái lớp vỏ phẳng. Rất là classic, rất là elegant. Một cái điều nữa là hệ thống tản nhiệt cũng bớt những cái yếu tố nó lồi ra thụt vô hơn, nó bớt gọi là hầm hố hơn. Ở bên dưới thì nó được thiết kế thế này để mà nó tăng cái khả năng tản nhiệt cũng như là nó mang lại cái hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Ở bên dưới thì cái máy này cũng được làm rất khá là cao, có thể nói là gầm cao máy thoáng để mà đảm bảo là cái luồng khí nó đi lấy vô cái hệ thống tản nhiệt này nó nhiều hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái nội thất bên trong của cái GE66 này. Thì có một cái điểm rất là đẹp trên cái dòng máy này, đó là nó có một cái dải đèn ở phía trước như thế này. Nhìn ở ngoài thì rất là bình thường nhưng mà ở trong thì đó, nếu mà anh em sử dụng cái máy này vào ban đêm thì nó rất là đẹp luôn. Thì cái dải đèn này là MSI gọi là cái đèn Aurora. Và cái dải đèn này thì nó cũng sẽ sync với lại những cái game mà được hỗ trợ bởi cái SteelSeries Engine luôn đó. Thì đây là một cái giải pháp đèn ambient, nó tăng thêm một cái chút gì đó tính thẩm mỹ cũng như là nó tăng thêm cái sự phấn khích mà khi chúng ta chơi game. Đèn đóm là một cái yếu tố rất là đặc trưng cho những cái laptop của MSI. Anh em thấy đó, mình có thể dễ dàng mình mở cái máy này bằng một tay, bản lề thì đã được nâng cấp rồi và mình nghĩ rằng là MSI không muốn gọi là không dám sai lầm với lại cái thiết kế bản lề của mình nữa. Đó, bản lề rất là mượt mà. Và cái phần màn hình này anh em thấy là nó cũng được làm dạng viền mỏng hai bên. Ở trên thì nó vẫn phải dày để mà nó chứa hệ thống camera cũng như là mic, nó có 3-4 cái mic ở đây. Mình nghĩ cái máy này nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái chuyện chúng ta vừa chơi mà vừa nói chuyện với bạn bè. Và nói về cái màn hình này thì đây cũng là một trong những cái màn hình một trong những cái laptop đầu tiên sở hữu cái màn hình có tốc độ quét lên tới 300Hz. Đó là màn hình IPS 300Hz. Thì anh em thấy đó, 240Hz mình đã nhìn nó rất là nhanh rồi, bây giờ là 300Hz. Và mình nghĩ thì không phải ai cũng sẽ phù hợp với cái kiểu màn hình có nhu cầu sử dụng cái màn hình tới 300Hz. Tuy nhiên thì với những người mà người ta cần cái sự cạnh tranh, người ta cần cái gì đó nó gọi là lợi thế trong những cái game bắn súng thì 300Hz lại sẽ là hơn rất nhiều so với 120Hz, 240Hz. Cái bàn phím này thì mình thấy nó gõ cũng êm và nó có cái hành trình cũng khá là tốt. Mình thấy nó khác hẳn so với những cái bàn phím trên những cái dòng MSI trước đây rồi. Thì đây mình đang mở cái phần display setting cho anh em xem về cái màn hình 300Hz này. Đó, màn hình Full HD. Tốc độ quét là tốc độ làm tươi là 300Hz, 8 bit màu đó. Và thực sự thì với con mắt của mình cũng như là đa số anh em thì mình nghĩ là sẽ khó mà phân biệt được giữa cái 300Hz này với 240Hz và thậm chí là 144Hz nữa, bởi vì cái tốc độ trên 120 là rất là nhanh rồi. Ngoài ra thì cái chiếc máy này MSI cho biết là nó sẽ được trang bị cái dòng CPU mới của Intel là dòng Core i thế hệ thứ 10 đó. Thì chưa rõ phiên bản nào. Ở đây thì trong cái phần Task Manager thì nó có hiện một cái con CPU gì đó có 6 nhân 12 luồng. Đó, thì mình cũng chưa rõ cái spec cuối cùng nó ra làm sao. Tuy nhiên thì với cái dòng GE66 Rider này thì nó cũng sẽ giống như là những cái phiên bản GE trước, là MSI sẽ thường cung cấp rất là nhiều những cái tùy chọn về cấu hình. CPU sẽ tối đa là Core i9 cũng như là cái GPU sẽ là từ cái dòng GTX 16 cho tới cái dòng RTX 20 cho tới là 2080. Đây là vẫn là máy mẫu, thành ra cái spec nó vẫn chưa có chính xác lắm. Và một cái điều đáng chú ý nữa trên cái cấu hình của con máy này đó là nó được trang bị một cục pin có dung lượng lên tới 99.9 Wh. Đó, thì đây là một cục pin mà nó ở cái mức gọi là maximum cho phép để mà anh em có thể mang cái máy này lên máy bay. Đó, sẽ dưới 100 Wh. Như vậy thì với một cái chiếc máy có cục pin to và cấu hình mạnh thì mình nghĩ thì một cái chiếc máy gaming thế này nó vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng với cái thời lượng pin nó lớn hơn nhiều so với những cái thế hệ gaming, laptop gaming trước đây. Bởi vì thường thường những cái laptop gaming thì nó sẽ có cái mức pin nó rất là thấp, cái thời lượng sử dụng chỉ vào khoảng đâu 1-2 tiếng là nhiều rồi.
hy vọng cái máy này sẽ được khoảng đâu là 5 tiếng đó. Một chút xíu về những cái cổng kết nối thì cái máy này mình thấy cũng có khá là nhiều những cái cổng kết nối nó tiêu chuẩn. Ở bên cạnh phải này chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0 nè, có khe SD luôn. Những cái cổng trình xuất và có dây á, thì được đặt ở phía sau. Mình thích cái kiểu thiết kế này bởi vì nó đỡ vướng rất là nhiều. Có mini DisplayPort, cả USB-C hỗ trợ trình xuất ra DisplayPort luôn. Cái này không phải là Thunderbolt 3, nó chỉ hỗ trợ 3.1/2 thôi, tức là 10 Gb LAN nè, rồi HDMI, và cái này là cái cổng nguồn, nó khá giống cái cổng nguồn trên cái những cái máy của Lenovo. Ở đây thì chúng ta vẫn có những cái cổng tiêu chuẩn khác như là USB chuẩn A hỗ trợ sạc pin supercharge cho những cái thiết bị ở ngoài nè, và cái USB-C nữa. Đó. Loa thì mình thấy có hai dãy hai bên. Như vậy là một cái máy nó rất là đầy đủ những cái cổng rồi, và cái cấu hình của cái máy này cũng không cần để chúng ta có thể sử dụng với lại cái eGPU nữa, nó không có Thunderbolt 3. Mình nghĩ là cái máy này nó sẽ có cái mức giá nó cũng tương đương với lại cái dòng GE hiện tại thôi. Và chưa biết khi nào thì MSI đem về Việt Nam bán, nhưng mà mình thấy nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái dòng GE 65 Raider trước. Rồi, cảm ơn em đã xem video này.